Mình là Hậu Jonah. Yeah. Chúc bạn buổi tối thật là vui vẻ nha. Thì chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục ăn khuya. Mình ăn khuya về món mì xào dưa bò các bạn ơi. Mì xào thập cẩm, dưa bò. Em cứ bảo là mì xào dưa bò tại vì nó nhiều bò, nhiều dưa các bạn nhá. Đấy. Thì các bạn mà xem cả clip của anh em mình lại thấy hay cho anh em xin một like, một share đăng kênh của anh em mình các bạn nhá. Đấy thì bây giờ mời các bạn nhá. Đói lắm rồi các bạn ạ. Ăn cho nóng. Đấy, đây các bạn này. Mì xào với lại đây là rau cải bò các bạn ạ. Cải bò các bạn nhá. Các bạn ơi, mì thì gọi là mì thì ít rau cải với thịt bò đình dầu. Đấy, nói chung là mì thập cẩm các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Bọn mình tự xào đấy. Cái món này hôm nay là anh em mình tự xào các bạn nhá. Anh Hậu chủ trì đấy các bạn ạ. Không phải mua đâu các bạn ạ. Đấy hôm nay mình mua đồ về mình tự xào các bạn ạ. Bởi vì anh là cái món chủ trì đấy. Cái món mì xào này mình rất chi là thích ăn các bạn nhá. Bởi vì là nó rất chi là ngon nên là đúng mình rồi. Mua về mình tự xào lấy, mình không thích ra nhà hàng đâu các bạn ạ. Bởi vì nhà hàng nó xào nó không được như ý muốn của ý mình ấy. Mình mời các bạn nha. Đấy thì bây giờ mình mời tất cả các bạn nhá. Được không? Vừa ăn để cao lên. Đấy. Ăn uống quay là phải để như này, cầm mỏi tay tí nhưng mà các bạn xem nó mới ngon các bạn nhỉ. À, các bạn đừng hiểu nhầm nhá. Dưa chua này là chị gái mình muối mình mang sang, mình thấy anh Hậu bảo là có mì xào, anh Hậu hôm nay anh Hậu lấu mình sẽ mang dưa chị mình hôm nay muối các bạn. Các bạn đừng hiểu nhầm mà mua nhá. À, chị mình muối siêu đẳng cấp luôn. Anh ăn như xem ngon. Hơi bị nhiều thịt bò luôn các bạn nhỉ. Đấy, mình mua chỗ này 5 nạng thịt bò liền các bạn. Nhưng mà ngon nhỉ. Chuyện. Mỗi tội sang hơi chậm thôi các bạn. Nếu mà sang sớm một tí nữa cái này nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn luôn. Nè, nóng mà. Ngon. Để chắc sang chậm ấy. Ừ. Uè. Rau cải phải đẳng cấp luôn. Rau cải chất lượng cơ anh ạ. Nói chung là mình chỉ thích ăn rau nhiều thôi các bạn. Ăn rau nhiều nó mát các bạn nhé. Nên là mình mua rất chia nhiều rau luôn, mình cho vào xào cùng các bạn. Nếu mà các bạn mà ra quán ăn nhá, người ta xào người ta cho ít lắm. Ừ. Cả là thịt bò cũng thế, người ta cho ít lắm. Nếu bây giờ người ta mà cho nhiều nhá, người ta sẽ bị lỗ, các bạn hiểu không? Thế nên là người ta phải cho ít đi. Chắc chắn rồi em. Ngon. Đang đói các bạn. Cái rau này mình xào nó kiểu dạng chín tới các bạn, ăn rất là giòn. Nói chung là một đĩa mình xào này topping nó rất là đơn giản các bạn nhé. Mì là chính các bạn. Đấy, một ít thịt bò này, hành tây này và ít một rau cải các bạn. Đấy, cà chua. Thế là được một đĩa mình xào luôn. Xuất sắc. Và bọn mình bắt đầu quay trở lại làm video đều ấy, và cũng rất cảm ơn các bạn đã vẫn yêu quý bọn mình các bạn nha, và vẫn luôn theo dõi bọn mình. Mong các bạn sẽ hãy dõi theo bọn mình đến hết cuộc đời. Đến hết cuộc đời. Anh Hậu nói có đấy mình buồn cười quá. Các bạn nhớ phải theo dõi anh em mình đến hết cuộc đời nhá. Mà các bạn có vẻ nghe rất thích nghe những câu chuyện mà những tem, những thành viên trong tem Anh Hưng đến làm với nhà anh ấy. Ừ. À, hôm nay mình sẽ kể về Hoa Vinh các bạn nhá. Hoa Vinh. Hoa Vinh. Hoa Vinh ở nghĩa là nhìn rất giống là Hoa Vinh luôn các bạn nhỉ. Đấy, nhưng mà ở nhà Hậu thì gọi biệt danh là Hoa Vinh các bạn nhá. Nhưng mà đợi mình ăn nó đầy dạ dày đã các bạn nhá. Sau mình mới kể là các bạn mới có sức. Và một cái tên thân thiết là anh Hoàng. Cũng là họ với nhà anh Hậu. Gọi bọn mình hay gọi là anh Hoàng. Ừ. Cũng có thể gọi anh Hoàng. Nhưng mà cứ phải đầy dạ dày á. Ừ. Bây giờ mình mà ngồi kể chuyện là Trang ăn hết của mình mất các bạn. Nhưng mà cứ phải ăn no á. Còn bây giờ Trang ngồi Trang ăn sạch cái ngon các bạn nhỉ. Ừ. Thế nào mà lại nghĩ về nhau như thế có chết được. Cứ nói cho vui ấy còn. Chứ mình xài này hơi bị nhiều luôn. 5 gói mì tôm các bạn. Dã man nhỉ. 5 gói mì. 5 nạng thịt bò. 5 nạng thịt bò và rau cải về 2 mớ. Rất chi là nhiều rau. Dạ. Nói chung là mình thực ra là cái tính của Hậu các bạn là ăn uống nó có vẻ nhiều các bạn nhá. Nói chung là thừa hơn thiếu các bạn hiểu không? Mình nói bảo
Bởi vì là khi mình ăn này mình không thể tính được cái lượng thức ăn mình ăn nhiều cho nó đủ các bạn. Đấy. Nên là mình cứ xào nhiều lên, thừa ăn thiếu. Nhà mình có các em mà. Bây giờ đang ăn các bạn ạ, mà thiếu cái này đói bụng các bạn nhớ không? Đấy. Nếu mà thừa, như cái gì ngon thì mình sẽ để cho các em mình ăn, còn không thì mình sẽ cho mấy con cún nhà mình. Với chứ không mất điều mà thiệt các bạn. Tuyệt vời. Ngon thật đấy. Mồm toàn mỡ. Mỡ á? Anh cho nhiều mỡ mà. Nhưng mà phải như này ăn mới ngon. Mì khô quá ăn không ngon. Riêng mì xào là mình xào nó phải kiểu dạng nó ướt ướt một tí các bạn ạ. Đúng rồi. Nhìn nó bóng bóng một tí này ăn nó mới ngon các bạn nhá. Đấy các bạn mà xào khô quá ăn nó khô dù ấy. Đấy là kinh nghiệm nấu ăn của Hậu ấy nhá. Mì xào bình thường đã khô rồi mà không cho thêm tí nước hay nhiều dầu làm à, nhiều mỡ là y đằng nè, khô khốc các bạn. Ừ. Các bạn nếu mình ăn toàn mì, có người là lấy sợ mình ăn hết cái ngon. Ừ. Ăn toàn mì các bạn vất vả, người ta lợi ý rồi mình không biết là gì. Thôi mình tạm dừng các bạn nhá, bây giờ bắt đầu cả chuyện các bạn nghe nhá. Ừ. Đấy. Nhưng mà các bạn yêu cầu mình kể chuyện về hoa vanh đúng không? Thì hôm nay mình sẽ kể về hoa vanh cho các bạn nghe nhá. Thì hoa vanh tên thật là Hoàng các bạn ạ, anh Hoàng. Anh Hoàng. Anh Hoàng, 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 Hoàng. Anh Hoàng. Đấy. H O A N G Oang. L G Oang nghe các bạn. Huyền Hoàng. Đấy đúng rồi. Anh Hoàng thì sinh năm 93 các bạn nhá, hơn mình 1 tuổi thôi. Anh Hoàng thì nói chung là các bạn là anh ấy là có họ hàng với nhà Hậu các bạn ạ. Đấy, nói chung là anh em các bạn nhá. Là anh em với nhà Hậu thì mình phải gọi anh Hoàng bằng anh. Kể cả không anh em hơn tuổi vẫn phải bằng anh. Đúng rồi, cả không anh em hơn tuổi vẫn phải bằng anh các bạn nhá. Đấy. Thì anh Hoàng nói thật với các bạn là nếu mà nhìn, mọi người mà nhìn thoáng qua rất là giống Hoa Vinh, ca sĩ Hoa Vinh ấy. Chắc các bạn biết ca sĩ Hoa Vinh còn gì đó đúng không? Cái nên là rất là nhiều bạn cũng comment bảo là ông Hoa Vinh kia nhìn giống Hoa Vinh thế. Nói chung là mình cũng thấy, nói chung là cũng không phải thuộc giống 100% bạn. Có nét thôi, có nét thôi. Đúng rồi. Gọi là có nét thôi các bạn, các bạn nhìn thoáng qua các bạn thấy giống rồi các bạn nhá. Còn chứ các bạn nhìn kỹ thì các bạn không thấy giống đâu. Đấy. Thì vào một hôm đẹp trời các bạn ở quê Hậu của cỗ. Cỗ các bạn nhá. Đấy. Thì Hậu với anh trai Hậu đi cỗ. Đi cỗ nhà đấy các bạn. Thì tình cờ lại ngồi cùng mâm với anh Hoàng các bạn. Nói chung là nếu mà bình thường nếu mà chỉ có anh em nhà mình thì chỉ có bao giờ có công việc ấy các bạn thì mới được ngồi với nhau. Đúng rồi. Đấy các bạn nhá. Đấy hôm ấy là rất chi là tình cờ ấy, anh em mình đi cỗ bởi vì lâu lắm rồi không ngồi với nhau. Thì anh Hoàng mình cũng có chơi bên cái mảng TikTok các bạn. Đấy gọi là cũng đam mê về cái mạng xã hội ấy. Đấy thì hôm đấy là ngồi cùng mâm. Cái anh Hoàng ấy bảo mới nói chuyện với anh trai mình bảo là dạo là có cần người không thì cho anh Hoàng tham gia nữa các bạn. Đấy. Thì cũng thấy anh Hoàng kiểu như là cũng đam mê ấy các bạn nên là cũng bảo anh ấy về làm cùng thôi các bạn nhá. Đấy với lại anh Hoàng cũng là anh em nữa trong họ họ nhà mình nhá các bạn. Đó là cũng là một cái duyên các bạn. Rồi. Mà là cái anh chịu khó lắm các bạn. Anh Hoàng khéo tay lắm các bạn, cái gì biết làm anh không? Anh biết làm, chỉ cần nói là anh Hoàng biết làm, vừa khéo vừa chịu khó. Rồi. Làm coi là đã bảo làm cái gì là phải ra cái đấy luôn. Đấy. Nguội mà vẫn thổi, hợp lắm. Em. Đấy, nói chung là anh Hoàng đến với nhà mình là cũng là một cái duyên. Có một cái duyên là tình cờ đi ăn cỗ các bạn, ngồi cùng nhau thì anh Hoàng anh ấy bảo mới xin thôi các bạn. Và thế thì bây giờ anh ấy làm việc ở nhà mình các bạn nhá. Mà anh ấy làm việc từ sáng đến chiều tối các bạn. Và từ tối đến đêm là anh ấy bắt đầu làm thêm cái nghề cắt tóc nữa các bạn nhá. Cắt tóc nam ấy. Cái đấy là người trước là người chính của anh ấy. Đúng rồi, người chính ấy, người chính của anh Hoàng là cắt tóc các bạn. Nên là cái nghề mà nên làm bên nhà mình anh chỉ làm thêm thôi. Đúng rồi. Làm vì đam mê thôi các bạn hiểu không?
chiều có tầm 4 giờ, 4 rưỡi là bắt đầu anh lại ra quán. Cắt đến 8, 9 giờ là anh về ăn cơm. Tại vì là bình thường ở quê các bạn, ở quê người ta mà có đi cắt tóc là người ta cũng cắt từ lúc người ta làm về thôi các bạn. Đúng rồi, ban ngày người ta làm hết, chỉ có học sinh thôi. Ở quê thường thường ban ngày không có ai, thanh niên mà toàn đi làm hết các bạn nhé. Chứ người ta không có ở nhà đâu các bạn. Anh Hoàng anh chịu khó. Ngày làm nhà mình tối và cắt tóc các bạn biết là đấy là độ chịu khó thế nào đấy. Mà đã thế là khéo tay các bạn, đúng là thợ cắt tóc khéo tay, không sai. Làm thợ cắt tóc là phải khéo tay mới làm được các bạn nhá. Anh em mình rau ngon quá, ăn sạch rau. Hết sạch rau rồi các bạn, hết là thịt luôn đấy các bạn thấy không? Trở lại mỗi mì. Ngồi cái chuyện các bạn, cái là Trang ăn hết sạch rau với thịt ngay. Đấy, mình bảo không sai vậy còn. Sợ thật các bạn. Không nghĩ luôn. Không nghĩ anh là một người như thế luôn Hậu ạ. Nhỏ quá. Thì cũng có rất nhiều người ước mà cái chuyện Cường. Đây là video sau các bạn nhé. Clip sau các bạn nhá. Mình đã bảo rồi. Chỉ cần các bạn thích nghe bất kể ai mình cũng kể hết các bạn nhá. Mặc dù kiểu như là cái những cái lý do vào tem nó rất chi đơn giản, nhưng mà các bạn muốn nghe bọn mình vẫn kể nhá. Đối với bạn nó hơi nhảm nhí, nhưng mà có những bạn rất thích nghe các bạn. Nói chung là mỗi người vào chăm nó một kiểu khác các bạn nhỉ. Ngon thật đấy. Hết sạch thịt các bạn. Này anh em bảo nhau giảm cân. Mì cũng ăn toàn tốt minh. Đấy các bạn ơi. Ăn thì cũng no lắm rồi. Để vì sao đó, em ăn thế nào, ngon không? Tuyệt vời. Đấy, mình xào chú ngon, đẳng cấp ở đây thôi các bạn nhá. Anh thấy dưa muối này ngon không? Ngon. Đấy, chuyện thì cũng kể các bạn nghe rồi các bạn nhá. Đấy thì chắc clip hôm nay kết thúc ở đây thôi các bạn ạ. Các bạn mà xem clip này của anh em mình thấy hay, nhớ anh cho anh một like, một share kênh của anh em mình các bạn nhá. Đấy thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc mà thời gian qua các bạn hỏi mình rất nhiều này. À, chị Trang ơi, chị dùng gì mà da chị trắng thế, sáng thế? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm mà mình tin dùng cách đây nửa năm, được từ nửa năm trước rồi các bạn nhé. Đó là bộ sản phẩm của nhà Daily Effect các bạn nhé. Bộ sản phẩm chăm sóc da, làm sạch da và trị mụn các bạn nhé. Làm thành phần 100% từ thiên nhiên luôn. Thì mới đầu là mình không biết đâu, mình sang nhà anh Hưng anh Hậu, mình thấy anh Hưng anh Hậu dùng bộ sản phẩm này này. Thì mình cũng hỏi ấy, thì anh ấy chỉ chỗ mua cho mình và mình đã mua về và sử dụng các bạn nhé. Khi mình sử dụng thì mình rất chi là ngạc nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà da mình đã cải thiện các bạn nhé. Da mình nó không bị khô da này, mà da rất chi là mịn, mà lúc nào nó cũng đủ nước các bạn ạ. Mà nó ít lên mụn nhá, mụn cá, mụn kiếc và mụn to nó cũng ít lên, mình ăn cay nhiều mà nó cũng ít lên nhá. Thì là mình thấy rất chi hiệu quả, đây là mình cũng có nhập một ít về bán các bạn nhé. Nếu các bạn muốn dùng bộ sản phẩm, muốn trải nghiệm bộ sản phẩm của như của mình đang trải nghiệm ấy, đang dùng ấy, thì các bạn hãy ebook trực tiếp cho Facebook của mình là Đào Thị Hồng Trang, hoặc Facebook của anh Hậu là Nguyễn Văn Hậu các bạn nhé. Hoặc là các bạn kết bạn Zalo bằng số điện thoại mình để trên góc màn hình nhé. Mình sẽ tư vấn và giải đáp tất cả thắc mắc các bạn yêu cầu các bạn nhé. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có 6 sản phẩm là gel rửa mặt này, tẩy da chết, nước hoa hồng, serum, trị thâm và trị mụn các bạn nhé. Bộ sản phẩm này chiết xuất 100% từ thiên nhiên, từ khổ qua rừng và rêu diếp cá, hoa cúc hoa cúc La Mã các bạn ạ. Nên dùng rất chi là hiệu quả các bạn nhá. Mà độ pH sữa rửa mặt này, độ pH của nó là 5.5, nên là không gây kích ứng da, dành cho tất cả những da nhạy cảm nữa các bạn nhá. Thì đấy, mình đã giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn hỏi đấy, mà mình cũng chia sẻ thật là mình dùng cái gì để da mình được như thế này các bạn nhá. Đây, da mình có những cái lút như là lút thâm của nhọt nó mọc ở má mình như này, mình bôi được 4 hôm rồi là mình đã thấy nó mờ rõ rệt rồi các bạn nhá. Thì đấy, mình cũng chỉ chia sẻ đơn giản nữa thôi. Thì các bạn mua hàng thì nhớ ebook cho mình nhá, mình sẽ tư vấn nhiệt tình
Tại vì mình dùng rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thật như thế. Thì chúc các bạn có một làn da thật khỏe mạnh và đẹp các bạn nha. Bye bye.